Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Mới Mỗi Ngày. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay. Mới dính tin đồn bao rạp phim để hẹn hò chưa lâu, Ngô Diệc Phàm tiếp tục trở thành nhân vật chính trong đại hội bóc phốt của 5 cô gái. Nội dung chính của vụ việc này rất đơn giản, 5 cô gái đồng loạt lên tiếng tố cáo Ngô Diệc Phàm bắt cá nhiều tay, có người lụy tình đến mức bỏ học sau khi bị phụ tình. Ồn ào bắt đầu nổ ra vào đúng 5 giờ theo giờ Việt Nam ngày 2 tháng 6, với nạn nhân đầu tiên bị Ngô Diệc Phàm chơi trò tình ái là hot girl Đô Mỹ Trúc. Theo lời bạn thân của Đô Mỹ Trúc là Lưu Mỹ Lệ, cả hai bắt đầu tán tỉnh nhau vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, đến ngày 7 tháng 12 cùng năm thì chính thức hẹn hò. Mối quan hệ được duy trì đến ngày 16 tháng 2 năm 2021. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2021, Ngô Diệc Phàm không trả lời tin nhắn của Đô Mỹ Trúc. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Đô Mỹ Trúc lại nhận được tin nhắn của bạn nói Ngô Diệc Phàm và Trần Tân Di ở bên nhau. Trùng khớp là vào ngày 28 tháng 5, Ngô Diệc Phàm lộ ảnh bao rạp phim để cùng hot girl 18 tuổi đi xem phim. Lúc ấy Đô Mỹ Trúc mới biết bản thân bị cắm sừng. Quá phẫn nộ, ngày 2 tháng 6, Lưu Mỹ Lệ quyết định lên tiếng tố Ngô Diệc Phàm là tên cặn bã. Nội dung bài đăng của Lưu Mỹ Lệ trên Weibo như sau. Phía dưới tôi trích dẫn một đoạn tin nhắn có thể khiến nhiều người nghi ngờ và mắng chửi, nhưng tôi quyết định đăng lên Weibo để cho công chúng và fan có thể nhìn rõ hành vi cặn bã tiếp theo của Ngô Diệc Phàm. Cũng là thay người bạn tốt nhất Đô Mỹ Trúc lên tiếng. Cô ấy là một người luôn thích nuốt mọi thứ vào trong lòng. Chuyện cô ấy ở bên Ngô Diệc Phàm, cô ấy chỉ nói với mình tôi, bởi vì cô ấy sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm. Cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng chuyện này để kiếm fame, chỉ muốn yêu đương bình thường. Nhưng không ngờ vào tháng 4, Ngô Diệc Phàm đột nhiên biến mất. Đô bị bạo lực lạnh, sau đó bị trầm cảm không muốn tới trường nữa. Tôi biết cô ấy từ thời tiểu học, cô ấy là một cô gái hiểu chuyện ngoan ngoãn, không ngờ bị Ngô Diệc Phàm làm tổn thương tới mức này. Sau Lưu Mỹ Lệ, Tưởng Vận Khiết là cô gái thứ hai ra mặt, nói từng có quan hệ yêu đương với Ngô Diệc Phàm. Lần này cô tác cả tài khoản của Ngô Diệc Phàm vào bài đăng với nội dung. Trong mắt tôi, Ngô Diệc Phàm chẳng qua chỉ là một cậu bé to xác ngây thơ, luôn mong muốn có được tình yêu mà thôi. Chuyện tình cảm không có đúng sai, mong chúng ta cũng đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, Ngô Diệc Phàm. Dựa vào bài tố cáo của hai cô gái trên, các blogger đã tổng hợp được timeline cho thấy chiêu trò phân chia thời gian tinh vi của Ngô Diệc Phàm trực tiếp cắm sừng lên đầu hai cô gái. Cụ thể, ngày 28 tháng 5, Ngô Diệc Phàm đi xem phim với Tiểu Di bị nhân viên rạp phim chụp được phát tán trên mạng xã hội. Cùng ngày 28 tháng 5, có netizen nói Ngô Diệc Phàm đang quen hot girl Tưởng Vận Khiết. Đêm 28 tháng 5, mạng xã hội lan truyền tin tức được cho là của Ngô Diệc Phàm và Tưởng Vận Khiết vào giai đoạn tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, Tưởng Vận Khiết lại đăng Weibo khẳng định rằng mình độc thân. Ngày 2 tháng 6, Ngô Diệc Phàm bị bóc hẹn hò cùng với Đô Mỹ Trúc, bạo lực lạnh Đô Mỹ Trúc. Bạn thân nhà gái tung lịch sử trò chuyện của cả hai vào tháng 11 năm 2020. Dân mạng đối chiếu avatar Ngô Diệc Phàm sử dụng trong giai đoạn tháng 11 năm 2020 khi tin nhắn với hai cô gái là hoàn toàn trùng khớp. Dân mạng còn soi được tháng 1 năm 2021, Đô Mỹ Trúc khoe ảnh đi chơi phi cờ, trong ảnh có dính Ngô Diệc Phàm. Tạm gác lại chuyện hai cô gái nói trên bị Ngô Diệc Phàm phản bội, cô gái thứ ba có Weibo W1XXX với hơn 300k follower, tự nhận là fan của Ngô Diệc Phàm, nhưng dưới bài đăng, bạn thân của tôi cũng nên phốt vì tôi đi. Bạn của cô lại comment, Ngô Diệc Phàm quả thực cặn bã, còn W1XXX thì không phủ nhận mà chỉ úp mở, ha ha, bỏ đi, vui vẻ là được rồi. Tuy nhiên một người bạn khác của cô lại hé lộ một khía cạnh khác, chỉ có thể nói cưng đã lãng phí thanh xuân vì hắn quá nhiều rồi. Được biết tối qua, blogger đã tìm đến cô gái này để hỏi thêm thông tin thì nhận được về một loạt video quay màn hình chat, trong đó có cả chat voice của Ngô Diệc Phàm. Anh thông báo về lịch trình với cô gái này. Đặc biệt trong video, Ngô Diệc Phàm gọi cô gái là tiểu bảo bối, nhắn nhớ em rất ngọt ngào. Cô gái thứ tư có liên quan đến Ngô Diệc Phàm có nick Weibo, Deserver 23. Theo lời người này, tháng 3 năm ngoái cô hẹn hò cùng Ngô Diệc Phàm. Qua một nhóm bạn giới thiệu, hai người add WeChat với nhau, thỉnh thoảng có trò chuyện.
Anh ấy rất quan tâm đến tôi, vì sự quan tâm đó tôi đã cho rằng anh ấy có cảm giác với tôi, vì vậy tôi chủ động rủ anh ấy đi mua sắm. Trợ lý của anh ấy không yên tâm còn đi theo chúng tôi. Lúc ăn cơm thì hai người chúng tôi một bàn, trợ lý ở bàn bên cạnh. Anh ấy mời tôi đi ăn tối. Sau mỗi lần hẹn hò thì đầu óc tôi mê muội. Tôi cho rằng anh ấy cũng thích tôi. Nếu tôi sớm biết tôi ở trong mắt anh ấy không đáng để nhắc tới, thì tôi cần gì phải giấu giếm nữa. Cô gái cũng nói rằng cô có màn hình chụp và video nhưng không dám đăng vì sợ dân mạng sẽ mắng cô lừa dối. Hôm nay mượn hot search cho mọi người thấy tôi cũng là một trong số những người bị hại. Hình ảnh khi đi ăn, video nói chuyện điện thoại tôi đều có, nhưng tôi sợ mọi người cảm thấy tôi là kẻ lừa gạt, cho nên không dám đăng, chỉ hy vọng mọi người giúp tôi một tay, giúp những cô gái khác không bị mắc lừa. Cuối cùng, Tống Sán Sán là cô gái thứ 5 ra mặt nói rõ mối quan hệ với Ngô Diệc Phàm. Theo nội dung từ ảnh chụp màn hình nhật ký chat với Ngô Diệc Phàm, netizen đoán rằng cả hai nhắn tin qua lại từ tháng 2 tới tháng 5 năm nay. Giống như những kịch bản trước, Ngô Diệc Phàm không ngừng thả thính ác liệt. Bảo bối đi ngủ sớm đi, anh đi thu âm đây, hy vọng sớm có thể được gặp em. Tuy nhiên Tống Sán Sán dường như vẫn rất tỉnh táo khi chỉ để lại bình luận về thói trăng hoa của Ngô Diệc Phàm. Cậu bé to xác đơn thuần khao khát tình yêu, tôi cũng chỉ cần một cô bạn thân, Ngô Diệc Phàm ca ca thật lắm cô em quá. Đáng nói, vào sáng ngày 3 tháng 6, Tống Sán Sán lại bất ngờ đăng trên Weibo xin lỗi Ngô Diệc Phàm và fan vì trò đùa quá trớn. Thực chất giữa họ không hề xảy ra chuyện tình cảm nào. Hôm qua nhiều người nhắn tin như vậy khiến tôi thật sự kinh hãi. Lúc đầu nghĩ không ai quan tâm đâu nên tôi mới kệ, không ngờ bị blogger chia sẻ. Lúc đó tôi đang ăn cơm cùng bạn. Ăn xong mới thấy Weibo bị xét nên chuyện đã không kiểm soát được. Tôi dù mang tiếng hot girl gì đó nhưng hữu danh vô thực thôi. Chỉ là một blog vô danh, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy cả nên mới gấp rút xóa Weibo. Thật xin lỗi vì tối qua tôi và bạn tôi đùa quá trớn khiến mọi người hiểu lầm, dẫn đến ảnh hưởng đến danh dự của Ngô Diệc Phàm tiên sinh. Thành thật xin lỗi Ngô Diệc Phàm tiên sinh và các fan hâm mộ. Mặc dù đã loại trừ được một nạn nhân, đa phần là các hot girl trẻ tuổi có vẻ ngoài thanh thuần nhỏ nhắn, thế nhưng cả CNET lẫn VNET vẫn bàng hoàng trước thiên tình sử quá đỗi phong phú của Ngô Diệc Phàm, nhất là khi từ trước đến nay anh chưa từng một lần xác nhận tin đồn tình cảm. Thế nhưng với một bộ phận netizen, họ không cảm thấy quá lạ bởi Ngô Diệc Phàm từng có biệt danh là Pháo Vương. Chỉ là cho đến giờ, cư dân mạng vẫn chưa hiểu nổi Ngô Diệc Phàm lấy đâu ra thời gian để có thể tán tỉnh với nhiều cô gái cùng lúc như vậy. Hiện tại, phía Ngô Diệc Phàm vẫn chưa phản hồi về việc drama tình ái dài tập này. Từ khóa Ngô Diệc Phàm Đô Mỹ Trúc vẫn lên hot search. Ngoài ra, các từ khóa về Ngô Diệc Phàm vẫn đang còn trên hot search. Vừa rồi là những thông tin vừa được cập nhật tổng hợp của Mới Mỗi Ngày. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.